sẽ thấy đây là khu vực phơi hủ tiếu ha. Thì chúng ta sẽ thấy bên tay phải của con đây là những cái bánh tráng ha. Vậy thì sau khi mà họ tráng thành một cái bánh tráng mang ra đây để phơi nha, thì những cái màu này chúng ta nghĩ là màu gì ạ? Màu của quả gì ạ? Quả gốc ha. Màu này là màu quả gốc, màu này là màu của hoa biết biết. Màu kia màu trắng là màu của bột gạo tự nhiên, và màu xanh là màu của lá dứa ha. Rồi bây giờ chúng ta di chuyển vào trong để chúng ta tham quan cái quy trình làm ra sợi hủ tiếu nha. Rồi chúng ta di chuyển vào trong ạ. Rồi cái quy trình mà chúng ta quay phim đó, thì chúng ta sẽ đứng ở vị trí này, quay qua bên này để phơi hủ tiếu nha. Sử dụng chấu thì sẽ điều hòa được nhiệt độ ha. Còn ví dụ như chúng ta sử dụng củi thì có lúc nó sẽ to, có lúc nó sẽ nhỏ, thì không sử dụng không điều được lửa. Rồi cô sẽ bắt một cái nồi nước thật to ha. Rồi xong cô sẽ chén một cái lớp bánh thật là mỏng và chờ khoảng từ 2 đến 3 phút ha, tùy theo độ mỏng dày của bánh. Sau đó cô sẽ lấy qua để đem đi phơi ạ. Các thành viên nào chúng ta muốn trải nghiệm, chúng ta cầm thì chúng ta phơi qua bên này không ạ? Thank you.
Đây là những cái sản phẩm đồ từ dừa mà ra, từ cái gáo dừa mà làm ra. Okay. Tôm ơi.